Rồi, xin kính chào các bạn khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Chúng ta cùng đến với những hình ảnh bên lề trong cuộc đấu nội bộ của U20 Việt Nam. Đây là những hình ảnh bên lề, các bạn có thể thấy là thầy Park đang chờ đợi trận đấu được diễn ra. Và lúc đó thì là lúc mà thầy Park quan sát được bên phía sân bên cạnh có câu lạc bộ Hà Nội thi đấu và đã xin lỗi các bạn, đó là tập luyện, Hà Nội FC tập luyện. Và thầy Park đã gọi những cầu thủ mà gọi là học trò của ông ra để hỏi han một chút. Đây là Ngân Văn Đại. Ngân Văn Đại thì cũng có vẻ là có lẽ là tiếng Anh chưa được tốt lắm, cho nên là Ngân Văn Đại cũng cần phải có sự hỗ trợ của người cán bộ truyền thông bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Và thầy Park có vẻ như đang muốn hỏi han một cầu thủ nào đó của đội bóng thủ đô. Đây là những cái điều mà mình gọi là quan sát được thôi, còn thực tế thì như nào thì chắc là chỉ có thầy Park và những người đứng gần đó mới biết được. Điều bất ngờ ở chỗ là ngày hôm nay là cái ngày mà câu lạc bộ Hà Nội cũng tập mà không thông báo cho anh em phóng viên. Và cái việc mà tập luyện như thế này thì cũng là cái điều mà anh em phóng viên bất ngờ nhìn thấy. Sân tập của câu lạc bộ Hà Nội là sân chính là ở cái chỗ sân tập Mỹ Đình 2. Và hiếm hoi lắm thì sân tập Hà Nội mới tập luyện ở sân của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Một chi tiết đặc biệt mà mình quan sát được đó chính là cầu thủ Đoàn Văn Hậu hôm nay tiếp tục tập luyện. Và theo những chia sẻ của một trong những cựu cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, đó chính là cựu cầu thủ Thạch Bảo Khanh, thì lúc này thì câu lạc bộ Hà Nội vẫn chưa thể thi đấu được mà cũng chỉ tập luyện thôi, bởi vì họ cũng mới chỉ tập lại một tuần. Và cái việc thi đấu cường độ cao, cường độ chuyên nghiệp với các cầu thủ của đội bóng thủ đô là một điều mà chưa nên diễn ra vào lúc này, để đảm bảo được cái thể lực hay là đảm bảo được cái chất lượng trong cái trận thi đấu. Tại sao mình nói như thế? Bởi vì là nhiều các phóng viên cũng như nhiều các nhà chuyên môn cũng đang có gợi ý là để cho câu lạc bộ Hà Nội thi đấu gọi là cọ sát cũng như là giao hữu đối với đội bóng U22 Việt Nam, có thể là đội bóng mạnh nhất hay là những cái cầu thủ nào đó trong cả hai hiệp. Tuy nhiên là thầy Bảo Khanh, cựu cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, người đang làm bóng đá trẻ của đội bóng thủ đô, cũng đang làm một trong những người có giàu kinh nghiệm, cho rằng câu lạc bộ Hà Nội cũng chưa đủ thể lực để thi đấu cường độ cao. Và các bạn có thể quan sát được là từ nãy đến giờ thì Đoàn Văn Hậu cũng đang rất là cố gắng để hòa nhập với đội bóng gọi là đào tạo ra anh. Nói là thế thôi chứ mà thực tế mình nghĩ rằng cái việc hòa nhập của Đoàn Văn Hậu nó không hề khó khăn một chút nào cả. Đoàn Văn Hậu đến lúc này đã trở về Việt Nam được khoảng tầm gần một tháng rồi, tính cả khoảng thời gian cách ly nữa, thì có lẽ là Đoàn Văn Hậu cũng đã thích nghi được với thời tiết, khí hậu cũng như múi giờ tại Việt Nam. Như các bạn đã biết là sang Hà Lan thì cái múi giờ là hoàn toàn khác, và khi về Việt Nam thì phải điều chỉnh lại. Châu Âu và chúng ta thường thường là ngày của họ là đêm của mình. Chính vì thế mà cái việc thay đổi giờ sinh học là một việc rất quan trọng. Mặc dù vậy thì các bạn có thể thấy là Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ luôn được biết đến với cái thân hình rất là tốt. Bây giờ thì về đây thì cái bề ngang của Đoàn Văn Hậu cũng to ra rất là nhiều, và thể lực cũng là một điều mà Đoàn Văn Hậu được coi là thế mạnh. Chính vì thế mà việc thích nghi trở lại với múi giờ sinh học như là tất cả mọi thứ đều không hề là điều khó khăn. Quan sát là Văn Hậu một chút thì từ đầu đến giờ thì mình vẫn thấy là Văn Hậu vẫn có một cái phong cách tập luyện quen thuộc như thế thôi, không có gì mới cả. Chúng ta cùng chuyển đến hình ảnh của Quang Hải và Thành Lương. Đây là những cầu thủ kèo trái thuộc dạng hàng đầu của bóng đá Việt Nam cũng như hàng đầu của đội bóng thủ đô thời điểm hiện tại. Quang Hải thì cũng đang nhận được nhiều cái sự để ý khi ngày 24 tháng 8 nhiều cái thông tin mạng xã hội cho rằng là Đoàn Văn Quang Hải cũng như bạn gái Huỳnh Anh đã xóa ảnh trên Facebook của nhau. Và sau đó thì Quang Hải có đính chính bằng một cái bức ảnh cùng với bạn gái của mình trên Instagram, rất tình cảm, và có lẽ là để khẳng định một điều không vấn đề gì cả. Đây là Thành Lương. Thành Lương đang quan sát các cầu thủ U22 thi đấu nội bộ. Thành Lương là một trong những cầu thủ thời còn trẻ thì cũng là đã được đôn lên đội tuyển rất là sớm, và là một trong những cầu thủ thuộc dạng tài năng trẻ và thần đồng của bóng đá Việt Nam thời điểm đó. Đây là Hùng Dũng. Hùng Dũng đã tranh thủ kết thúc giờ tập với đội bóng thủ đô, có chút trò chuyện với thầy Park. Thực sự là nhìn ở đây thì mình cũng chỉ đọc khẩu hình được thôi. Thầy Park đang trò chuyện với Hùng Dũng một chút, chắc chắn là liên quan đến những vấn đề khác nhau của chuyên môn về chân tay, chân cẳng. Đấy. Đây là thầy Park đang hỏi thăm một ai đó. Đấy. Thầy Park đang hỏi thăm một ai đó thông qua
À, thầy Park đang có chỉ vào tai, có lẽ là một cầu thủ nào đó đã đính khuyên tai và thầy Park mình dự đoán thôi, thầy Park là đang nhắn với cả Hùng Dũng là bảo cầu thủ đó là đính khuyên, cứ đeo khuyên tai cẩn thận là thầy cắt tai đấy. Thế mình dự đoán thế thôi. Còn mình không hiểu khẩu hình mà có thể là như thế, thầy trêu như thế. Đấy. Các bạn thấy là cái sức hút của U22 Việt Nam thì đương nhiên rồi, lứa đội tuyển nào cũng thế thôi, nhận được rất nhiều sự quan tâm. Những cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội cũng là những người đã từng được gọi lên tuyển và cũng là người đang là đội tuyển thì cũng rất quan tâm đến các lứa trẻ, lứa đàn em. Đặc biệt là Hà Nội thì cũng có rất nhiều cầu thủ đang tập luyện và thi đấu cho U22 Việt Nam, ví dụ như Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân hay Bùi Hoàng Việt Anh. Đó là những cầu thủ mà đang chinh chiến và thi đấu cho U22 Việt Nam thời điểm tại. Quang Hải cũng như các đồng đội đang rất quan sát các đàn em tập luyện, thi đấu nội bộ. Cụ thể của trận đấu nội bộ thì các bạn có thể vào kênh Tết Trần TV để theo dõi highlight. Đây, Thành Trung đây. Người mình dự đoán là đã đính khuyên tai và thầy Park đã gọi ra. Đấy, thầy sờ tai đúng không? Biết ngay mà. Thầy sờ tai ngay. Thầy sờ tai. Đấy. Thầy sờ tai và thầy dọa Thành Trung là không cẩn thận thì thầy cắt tai đấy. Rất vui đúng không ạ? Thầy Park luôn như thế, luôn rất các bạn biết đấy, chắc chắn là đều hành động đùa và đây là một cái điều mà thầy rất muốn gần gũi với cả các học trò. Ngôn ngữ là một điều bất đồng rất lớn và chỉ có những cái chi tiết mà thầy quan sát được thì thầy mới có thể là gặp gỡ và dùng những cái đó để có thể giao lưu với các học trò. Đó là điều vô cùng tuyệt vời của thầy Park, luôn luôn làm tâm lý rất là tốt và khiến các học trò không có quá nhiều khoảng cách. Đây là Quang Hải và Hùng Dũng bắt tay anh Tuấn Nguyên Giáp, người trợ lý bác sĩ, người bác sĩ trên đội tuyển. Đây là lúc mà các cầu thủ Hà Nội đã lên xe và chuẩn bị rời khỏi khu vực tập luyện. Trong khi đó thì một vài cầu thủ vẫn nán lại. Đây là Đoàn Văn Hậu, có vẻ như nán lại để xem một tình huống bóng của U22 Việt Nam. Một điều rất gọi là rất đặc biệt bởi vì Đoàn Văn Hậu cũng đang trong lứa tuổi này. Và đợt trước thì thầy Park cũng có nói là Đoàn Văn Hậu cũng không cần phải kiểm tra nữa, bởi vì đây là cái lứa tập trung này là lứa mà thầy Park muốn kiểm tra để chuẩn bị cho SEA Games cũng như vòng loại U23 châu Á 2022. Và cái việc mà Đoàn Văn Hậu không tập trung là điều mà mình nghĩ dễ hiểu thôi. Đẳng cấp của Văn Hậu cũng như là chuyên môn của Văn Hậu được khẳng định rồi và thầy Park không cần phải kiểm tra Đoàn Văn Hậu nữa. Thầy Park tin tưởng cái chuyên môn của Đoàn Văn Hậu. Lúc này thì Thành Trung và Đoàn Văn Hậu đang ở lại, nán lại để xem một tình huống của U22 Việt Nam. Đây cũng là những hình ảnh cuối cùng mà mình muốn gửi đến các bạn kênh Hậu Trường Bóng Đá. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà video mới trên kênh Hậu Trường Bóng Đá ra lò. Bye bye mọi người.